Kính chào cả nhà nhá. Mời cả nhà đi khám phá khu công nghệ cao Hòa Lạc nhá. Đây là con đường hai chiều rẽ từ đại lộ Thăng Long vào. Kia là xe buýt 88 nhé các bạn nhé. Đấy, xe buýt 88 chạy qua đây. Các cái tòa nhà đây là vùng vịnh.